Đây là hình ảnh của liệt sĩ Phan Ái Hộ, quê xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Chú đã hy sinh. Chú là bạn học và bạn chiến đấu của ba tôi. Mỗi lần đi công tác trong cái răng thì tôi cũng thường tranh thủ ghé nhà cô Nhật Thu để đốt cho chú nén nhang và kể cho chú nghe về ba tôi và sức khỏe của ba tôi. Bởi vì ba tôi luôn nhắc tới chú với sự thương tiếc vô hạn. Đời chú là một tấm gương hy sinh hết lòng vì nước vì dân. Con cảm phục sự hy sinh của chú cũng như ba con.